An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. For a love that seems so far, so I say a little prayer and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find the place I love. Stop to keep myself from thinking, oh no. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together. To make that vow that I'll be by you.
protect you from the hurt. I'll be waiting till I hear you say, I do love you. Yes, I do love you. I'll be waiting till I hear you say, I do. 'Cause I love you, love you. Till the day I die, I'll be waiting till I hear you say I do. Something old, something new, something borrowed, something new. I'll be waiting till I hear you say I do. We're shining like a diamond, just look at us now. I wanna hear you say I do. Trời dẫn lối đôi ta, hữu duyên hồng trần kiếp này. Hẹn thề mình bên nhau dẫu trăm ngàn bể dấu. Kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm, đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Em mời anh dẫn muôn hoa mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết duyên nương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi cách duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Em mời anh dẫn muôn hoa mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi cất duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc. Em mời anh dẫn muôn hoa mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi cách duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu.
hạnh phúc bên nhau cho đến lúc sắc long bạc đầu. So nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. We'll have and hold you. You look so beautiful in white. From now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the. Và giờ này cho phép MC Sáng Trần, người dẫn chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay, xin được thay lời cho vị đại biểu cũng như người cha người mẹ sinh họ ra chú rể và người cha người mẹ sinh họ ra cô dâu và hai bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa ngày hôm nay, xin được trịnh trọng tuyên bố đại lễ đính hôn ăn hỏi đặt trầu của Ngọc Diễm Sánh Duyên cùng Việt Anh chính thức được bắt đầu. Một tràng vỗ tay cho quý vị để chúc mừng đi nào. Và kính thưa quý vị, anh Trịnh Văn, vào giờ này với những hình ảnh rất là rạng ngời trên màn hình sân khấu, đó là chàng rể cũng như chàng dâu. Để đáp lại tình cảm của toàn thể quý vị quan khách, sau đây xin mời dâu rể hai em sẽ cúi đầu chào tới toàn thể quý vị. Một tràng vỗ tay nữa cho quý vị để chúc mừng đi nào. Dâu rể cúi đầu chào nào em ơi, rất tuyệt vời nào. Hai ba nào, hai em chào nào, vỗ tay đi cả quý vị ơi. Và vào giờ này ban tổ chức cho con xin được trân trọng và kính mời lên sân khấu hai vị trưởng đoàn đại diện cho đôi bên gia đình sẽ lên trước màn hình sân khấu, sẽ có đôi lời phát biểu trong ngày hôm nay. Và vào giờ này ban tổ chức chúng con xin được trân trọng và kính mời vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai yêu thương sẽ đại diện cho gia đình ông Tùng và bà Tuyết sẽ có những lời phát biểu cảm ơn cũng như chính thức chào gửi bảy mâm sinh lễ để chính thức cho Việt Anh và Ngọc Diễm được ra mắt tới toàn thể quý vị. Xin được trân trọng và kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các vị khách quý, cùng cô dì, chú bác, bạn bè, thanh niên nam nữ của hai gia đình cũng như hai dòng họ. Lời đầu tiên tôi thay mặt cho đoàn nhà trai xin gửi đến toàn thể hội hôn một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng cô dì, chú bác, bạn bè thanh niên nam nữ của hai gia đình cũng như hai dòng họ, được sự ủy quyền của gia đình cũng như dòng họ, tôi xin phép tự giới thiệu, tôi là bác của cháu Việt Anh. Và tôi cũng xin phép được giới thiệu đoàn ăn hỏi của gia đình nhà trai hôm nay chúng tôi gồm có các cụ ông, cụ bà, các bác, các cô, các chú và mẹ của cháu Việt Anh cùng với lại cô dì, chú bác, các anh, các em, bạn bè của cháu Việt Anh là có mặt đông đủ trong buổi lễ ăn hỏi ngày hôm nay. Cháu Việt Anh được sinh ra, bố mẹ là bà Tuyết và ông Tùng và ông Thành và bà Là, được sinh ra được cháu Diễm. Hai cháu đã yêu thương tìm hiểu nhau đến nay đã thực sự chín mùi và được sự đồng ý của hai bên gia đình cũng như hai bên dòng họ. Hai gia đình chúng tôi đã bàn bạc đi lại
và đúng như theo phong tục tập quán của địa phương cũng như của Việt Nam. Hôm nay gia đình chúng tôi chính thức chọn ngày lành tháng tốt có lễ ăn hỏi nà tà, rất mong các cụ công các bà chấp nhận lễ ăn hỏi của gia đình chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn. Vỗ tay đi nào quý vị ơi. Xin chân trọng cảm ơn lời phát biểu từ vị đại biểu đại diện nào cho gia đình nhà trai yêu thương rất nhiều. Ông đã đại diện nào cho gia đình nhà trai yêu thương có đôi lời cảm ơn tới sự diện của toàn thể quý vị quan khách. Chúng ta không quản ngại đường xa xa xôi, cùng bất chấp thời gian và ngọc của mình đến tại trung tâm tiệc cưới của gia đình và nhà gái thân thương để cùng chứng kiến giây phút đăng quang hạnh phúc nhất của đôi duyên mới. Và để đáp lại tình cảm cũng như nhận bảy mâm sính lễ trong ngày hôm nay, vào giờ này ban tổ chức cho con xin được trân trọng và kính mời vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái yêu thương sẽ đại diện cho gia đình ông Thành và bà Na có đôi lời cảm ơn cũng như nhận bảy mâm sính lễ trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng và kính mời. Vâng, trước hết chúng tôi xin đại diện cho họ nhà gái cũng xin giới thiệu hôm nay có các cụ ông cụ bà và tất cả bên nội bên ngoại của anh Thành và chị Na cùng cha chú cô dì chú bác tiếp đón họ nhà trai. Tôi xin cảm ơn và tiếp nhận lễ xin đặt dầu của họ nhà trai. Tôi xin tiếp nhận lễ. Sẽ cúi đầu chào tới toàn thể quý vị một tràng vỗ tay lớn quý vị để chúc mừng đi nào, rất là tuyệt vời trong ngày hôm nay ạ. Anh trông anh chưa có ai, tương lai rộng dài, nếu em không ngại thì để ngày mai anh qua thưa ba má em cho mình làm quen, biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắm kẻ gièm pha. Ôi à à à. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu sợ ta lỡ mất chung một nhà. Hai bên gia đình, hai bên gia đình cũng rất ân tình, cũng rất ân tình, cho nên đôi mình chẳng thể lênh đênh. Em ơi em à, anh nghĩ chúng ta, anh nghĩ chúng ta sẽ để hai nhà bàn chuyện thông ra. Anh qua thưa ba má em cho mình mà quên, biết đâu sớm mai dậy nhìn thấy nhau cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Kính thưa các cụ công các bà cùng với cô dì chú bác bạn bè thanh niên nam nữ của hai gia đình cũng như hai dòng họ, mọi thủ tục của lễ ăn hỏi thì hai gia đình đã làm xong. Và tôi xin phép được ý kiến, xin ý kiến của các cụ bên họ nhà gái. Mai dự kiến đi xuống xin dâu thì dự kiến của chúng tôi đi vào khoảng lúc 10 giờ. Xuống đây dự kiến vào khoảng độ 12 giờ. Và chúng tôi sẽ thủ tục ở đây khoảng độ 3-40 phút. Sau đấy là 1 giờ kém, chúng tôi xin phép chúng tôi mời các cụ công các bà và xin cháu về trên nhà để làm lễ thành hôn cho hai cháu. Vậy xin ý kiến của các cụ cô bà. Và nhân đây chúng tôi cũng xin cảm ơn các sự đón tiếp nồng nhiệt của gia đình nhà gái đã dành cho gia đình nhà trai chúng tôi hôm nay một cách nhiệt tình, nồng hậu, ấm áp tình thông gia. Xin chân thành cảm ơn. I found a love for me. Darling just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love.
not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all. Lời hát xin cảm ơn tình yêu
sao giữ em tay trong tay, những yêu thương nồng say khi bên nhau, làm sao giữ phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau, những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Và kính thưa quý vị, anh chị bạn, hạnh phúc là bằng hạnh phúc ngày hôm nay, đó là đôi bên gia đình long trọng tổ chức đại lễ vu quy cho đôi bạn trẻ. Và gia đình Hoàng Nhật Trai yêu thương chính thức có cơ chầu xin dâu để chính thức xin cô dâu Ngọc Diễm về làm dâu con của gia đình. Và kính thưa quý vị, anh chị các bạn, vào giờ này ban tổ chức con xin được trân trọng và kính mời vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai yêu thương sẽ đại diện cho gia đình ông Tùng và bà Tuyết sẽ lên trước màn hình sân khấu, sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn cũng như chính thức chào gửi cây trầu xin dâu để chính thức xin cô dâu Ngọc Diễm về làm dâu con của gia đình. Một tràng pháo tay với quý vị để chào đón vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai, xin mời. Và vào giờ này ban tổ chức cho con xin được trân trọng và kính mời vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai yêu thương sẽ có đôi lời phát biểu chính thức chào gửi cây trầu xin dâu để chính thức xin cô dâu Ngọc Diễm về làm dâu con của gia đình. Xin được trân trọng và kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các vị khách quý, cùng cô dì, chú bác, bạn bè, thanh niên nam nữ của hai gia đình cũng như hai dòng họ. Tôi xin phép được tự giới thiệu, tôi là bác của cháu Việt Anh. Và tôi xin giới thiệu thành phần của đoàn đi xin dâu ngày hôm nay gồm các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác và mẹ của cháu Việt Anh cùng với anh em, bạn bè của cháu Việt Anh là có mặt đông đủ trong buổi xin dâu ngày hôm nay. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, ông Tùng và bà Tuyết sinh ra là cháu Việt Anh và ông Thành và bà Là sinh ra được cháu Ngọc Diễm. Qua thời gian tìm hiểu công tác, học tập, các cháu đã tìm hiểu và yêu thương nhau, nay đã thực sự chín mùi. Thay mặt cho gia đình của nhà trai có một cơ chầu xin dâu, kính mong các cụ, công, các bà chấp nhận lễ của xin dâu của gia đình chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, rất là tuyệt vời. Xin được cảm ơn lời phát biểu từ vị đại biểu đại diện nào cho gia đình nhà trai yêu thương rất nhiều. Ông đã đại diện nào cho gia đình nhà trai yêu thương, đã đại diện nào cho gia đình ông bà Tùng Tuyết. Xin được cảm ơn tới sự diện của toàn thể quý vị quan khách. Vào giờ này ban tổ chức cho con xin được trân trọng và kính mời vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái thân thương sẽ cùng ra trước màn hình sân khấu, sẽ có đôi lời phát biểu chính thức nhận cây trầu xin dâu trong ngày hôm nay. Vâng, trước hết là cảm ơn các cụ, các ông, các bà, vì phía họ nhà trai hôm nay chính thức còn lễ cơ dầu xin dâu. Tôi xin phép đại diện cho họ nhà gái, ông Thành và bà Là xin tiếp nhận cơ dầu xin dâu của họ nhà trai. Xin trân trọng, cảm ơn. Vỗ tay đi nào quý vị ơi, rất là tuyệt vời. Xin được cảm ơn lời phát biểu từ vị đại biểu đại diện nào cho gia đình nhà gái thân thương rất nhiều. Ông đã đại diện nào cho gia đình nhà gái thân thương đã chính thức nhận cơ chầu xin dâu trong ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, anh chị bạn, một bên đồng ý trao, một bên đồng ý nhận, còn một tràng pháo tay thật lớn tới quý vị để chúc mừng đi ạ. Hạnh phúc
xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhớ. Phút giây mong chờ ngày hôm nay lòng bỗng thấy xôn xao, ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa của anh. Tiếng chuông ngân lên giờ thiêng liêng đến rồi, mắt em long lanh giọt nước mắt khẽ rơi, niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rơi, nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an đôi bàn tay xiết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhớ. Xa xa trong giấc mơ anh vẫn luôn mơ đến ngày vui nhất, và hôm nay bầu trời trong xanh xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhớ. Hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày. Chương trình lễ thành hôn của chú rể Việt Anh sánh duyên với cô dâu Ngọc Diễm, lời nói đầu tiên cho phép MC Thành Luân xin được mạn phép thay mặt cho đôi bên gia đình nhà trai cùng với gia đình họ nhà gái, và không quên thay lời cho hai nhân vật chính chú rể Việt Anh và cô dâu Ngọc Diễm trân trọng cảm ơn sự có mặt của các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng các cơ quan, các đoàn thể, ban ngành, bà con lối xóm, bà con trên mọi miền quê hương tổ quốc đất nước đã không quản ngại đường xá xa xôi, dành thời gian quý báu của mình trở về đây để sum họp một nhà đông vui. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, không quên gửi lời kính chúc sức khỏe tới quý quan viên hai họ, gia đình luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống hơn nữa.
quý vị sẽ nổ một tràng pháo tay để chào mừng quý vị về tham dự trong ngày vui hôm nay. Kính thưa các cụ ông, kính thưa các cụ bà, thưa toàn thể hôn trường, thật đúng là một năm thì bắt đầu từ mùa xuân và tình yêu bắt đầu từ tuổi trẻ. Ngày gần đây thì cô dâu Ngọc Diễm nói với chú rể Việt Anh, có yêu em thì sang chơi cửa, chơi nhà, cho thầy mẹ biết để đuốc hoa định ngày. Và ngày hôm nay, được sự nhất trí cao của đôi bên gia đình, được sự cho phép của các cấp chính quyền sở tại, hơn nữa được sự tạo điều kiện giúp đỡ đến từ phía nội tộc, ngoại tộc, gia đình nhà trai, gia đình nhà gái đã long trọng chọn ngày lành, giờ tốt, tháng đẹp. Đó là ngày 24 tháng 12 năm 2023, tức ngày 12 tháng 11 năm Quý Mão, ngày rất lành, tháng rất đẹp. Tiết trời lúc này đây thì như ánh nắng đang sưởi ấm cho bầu không khí khán phòng cưới, gia đình họ nhà trai. Đó là kỷ niệm thật tuyệt vời, cũng như sự chứng kiến của toàn thể các cụ, công, các bà, cô dì, chú bác đã dành những thời gian rất quý báu trở về đây để cùng chúc mừng cho chú rể Việt Anh và cô dâu Ngọc Diễm nên duyên hạnh phúc là con cái một nhà, để đáp lại tình cảm quý báu đến từ phía toàn thể các quý vị đại biểu khách quý, quý vị quan khách xa gần đã trở về đây để chúc mừng cho hôn lễ chú rể Việt Anh và cô dâu Ngọc Diễm. Thì ngay sau đây, MC Thành Luân xin được mời chú rể và mời cô dâu sẽ cùng nắm tay nhau tiến lên sân khấu, vị trí trang trọng nhất ngày hôm nay, để ra mắt toàn thể quý vị quan khách. Vâng, thưa quý vị, đồng thời chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời chào mừng lên sân khấu đôi bên thông gia đó ạ, gia đình nhà trai cùng với gia đình họ nhà gái là đấng sinh thành ra chú rể Việt Anh, đấng sinh thành ra cô dâu Ngọc Diễm. Các ông bà sẽ cùng với hai con của mình tiến lên sân khấu lúc này đây để tỏ lòng cảm ơn sự hiện diện quý báu đến từ phía đôi bên gia đình, đến từ phía các tổ chức, các cơ quan, các đoàn thể, ban ngành đã rất nhiệt tình trở về đây. Chúc cho hai con của mình được hạnh phúc và chúc cho tình thông gia được bền chặt. Xin mời tất cả các quý vị chúng ta cùng hướng ánh mắt yêu thương của mình trở về sân khấu và chứng kiến tình yêu của chú rể Việt Anh, cô dâu Ngọc Diễm cũng như là sự ra mắt của đôi bên thông gia bằng cái cử chỉ, đó là cái cúi đầu chào nhẹ nhàng. 1, 2, 3. Cũng là lúc ban tổ chức xin được phép tuyên bố lễ thành hôn của chú rể Việt Anh sánh duyên với cô dâu Ngọc Diễm chính thức xin phép được bắt đầu. Kính thưa các cụ, kính thưa công, các bà, thưa toàn thể hôn trường, việc dựng vợ gả chồng là trách nhiệm của những bậc làm cha mẹ. Ngày hôm nay, gia đình nhà trai vui mừng có dâu hiền, gia đình nhà gái hoan hỉ có rể thảo. Truyền thống bao đời nay thì không thể thiếu được lời phát biểu căn dặn con cháu của mình về nhà chồng đến từ phía ông trưởng đoàn đại diện cho phái đoàn gia đình họ nhà gái sẽ có ý kiến trao dâu cho gia đình họ nhà trai. Và ban tổ chức cũng trân trọng giới thiệu và kính mời tiến lên sân khấu vị trí trang trọng nhất ngày hôm nay, đồng hành với bác trưởng đoàn gia đình họ nhà gái thì là bác trưởng đoàn gia đình họ nhà trai sẽ chuẩn bị tinh thần là bên nhận dâu trước sự chứng kiến của quý vị quan khách cũng như quan viên hai họ. Xin trân trọng giới thiệu và xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng cô dì, chú bác, các bạn thanh niên nam nữ, hôm nay ngày lành tháng tốt, họ nhà gái chúng tôi đưa cho Diễm lên đây trước hết là bàn giao cho bên phía họ nhà trai, các cụ ông bà và các cô dì chú bác cùng toàn thể hôn trường hôm nay, tôi xin chân thành cảm ơn. Xin được cảm ơn lời phát biểu chào dâu chính thức của trưởng đoàn gia đình họ nhà gái. Những lời phát biểu của ông rất là mộc mạc, rất là ngắn gọn, nhưng theo phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam chúng ta nói chung, quê hương Nam Định nói riêng, thì ông đã có cái ý kiến là xin được phép trao dâu cho gia đình họ nhà trai. Và ban tổ chức xin được kính chúc ông sức khỏe, gia đình an khang thịnh vượng. Và tiếp nối chương trình sẽ là lời phát biểu đáp từ cảm ơn nhận dâu của trưởng đoàn gia đình họ nhà trai. Xin trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các vị khách quý, cùng cô dì, chú bác, bạn bè, thanh niên, nam nữ của hai gia đình cũng như hai dòng họ, được sự ủy quyền của gia đình cũng như dòng họ, tôi đại diện cho gia đình nhà trai
lời đầu tiên tôi xin gửi đến toàn thể hội hôn một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các cụ, công, các bà, cháu Việt Anh và cháu Ngọc Diễm đã qua quá trình học tập, công tác, đã tìm hiểu và yêu thương nhau, đến nay đã thực sự chín mùi và được sự đồng ý của hai bên gia đình cũng như hai bên dòng họ và được sự cho phép của chính quyền địa phương. Chính thức gia đình chúng tôi đã chọn ngày lành tốt để làm lễ thành hôn cho hai cháu ngày hôm nay. Từ ngày hôm nay tôi xin nhận cháu Diễm là con dâu gia đình ông Tùng, và cũng từ hôm nay tôi xin giao cháu Việt Anh làm con rể gia đình nhà ông Thành và làm cháu các cụ bên họ nhà gái. Thay mặt cho gia đình nhà trai, tôi xin cảm ơn các vị khách quý, các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác, bạn bè thanh niên nam nữ gần xa đã không quản đường xá xa xôi, đã bớt chút thời gian và ngọc về đây dự buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Và thay mặt cho gia đình, tôi cũng xin chúc cho hai gia đình đậm tình thông gia, chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc, chúc cho toàn thể hội hôn ta có một sức khỏe thật dồi dào và tràn đầy hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn đại diện gia đình họ nhà trai. Ông phát biểu rất mộc mạc và cũng rất chân thành, đã thay mặt gia đình họ nhà trai chấp nhận cô dâu Ngọc Diễm làm người bạn đời của chú rể Việt Anh, làm dâu con gia đình họ nhà trai theo thuần phong mỹ tục bản sắc của ông cha ta đã để lại. Xin được kính chúc ông sức khỏe, gia đình an khang thịnh vượng. Và ngay sau đây thì ban tổ chức xin được mời trưởng đoàn gia đình họ nhà trai cùng với trưởng đoàn gia đình họ nhà gái sẽ cùng tiến lên hai bước và dành cho nhau cái bắt tay kết tình thông gia giữa hai nhà là một, cùng chúc mừng cho chú rể Việt Anh và cô dâu Ngọc Diễm là nền vợ nền chồng trước sự minh chứng của toàn thể quan viên hai họ. Xin trân trọng kính mời. Vâng, quý vị hãy nổ tràng pháo tay để chúc mừng ạ. Vâng, xin được kính mời đại diện nhà trai cùng với đại diện nhà gái sẽ trở về bàn trà để tiếp tục mời chầu trà bánh kẹo giao duyên. Phần quà đầu tiên đó, bố mẹ thân sinh ra chú rể Việt Anh, ông bà có phần quà để ra vốn trao tặng cho hai con với lời chúc là chúc cho hai con hạnh phúc trọn đời bên nhau. Xin trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời ạ. Phần quà của gia đình Bắc Hiền ạ.
mời lên sân khấu phần quà của gia đình Bắc Cát ạ. Xin trân trọng kính mời. Bác tổ chức xin trân trọng giới thiệu, mời lên sân khấu phần quà của vợ chồng em Nam Yến ạ. Phần quà tiếp theo xin trân trọng giới thiệu, mời sân khấu phần quà của em Hoàng Anh ạ. Tiếp nối chương trình ạ, xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu phần quà của gia đình chú Đức ạ. Xin trân trọng kính mời. Vâng, và ngay sau đây sẽ là phần quà đến từ phía bên ngoại của chú rể Việt Anh. Xin trân trọng giới thiệu, kính mời lên sân khấu phần quà đầu tiên đến từ phía bên ngoài của chú rể Việt Anh, đó là phần quà của ông bà ngoại ạ. Xin trân trọng kính mời ông bà. Xin được thay lời chú rể Việt Anh, cô dâu Ngọc Diễm cảm ơn phần quà của ông bà ngoại rất nhiều và kính chúc ông bà sức khỏe, sống dư trăm tuổi và an khang thịnh vượng. Tiếp nối chương trình ạ, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu phần quà của gia đình dì Hành, dì Ngọc, dì Thương, cậu Đạt ạ. Xin trân trọng giới thiệu và xin trân trọng kính mời. Và tiếp nối chương trình sẽ là phần quà của gia đình bác Quang Lanh trở về từ Gia Lai ạ. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu phần quà đầu tiên, đó là phần quà của bà nội cô dâu Ngọc Diễm ạ. Bà sẽ có phần quà để trao tặng cho hai cháu theo phần đăng ký. Trân trọng giới thiệu và xin trân trọng kính mời bà. Vâng, và tiếp nối chương trình sẽ là phần quà của chị gái, phần quà của em trai, phần quà của bác Thắm, phần quà của cô chú Tuân, phần quà của cô chú Hóa, dì Út, em Huyền, em Lan Anh, em Linh, em Thủy An ạ. Theo thư yêu cầu của đông đảo bà con cô dì chú bác thì có yêu cầu MC là giới thiệu cùng một lúc ạ.
tiếp nối chương trình ạ, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu mời lên sân khấu về phía bạn của cô dâu học cấp 3, bạn Ngọc Linh, vợ chồng bạn Lan Anh, vợ chồng bạn Thắm, bạn Uyên, em Uyên cộng bạn Trang, hội bạn không thân mấy. Vâng, rất là chi tiết, MC xin được giới thiệu ngay và luôn. Hội bạn không được thân mấy, rất là đặc biệt. Của bạn chú rể, bạn Nam PT và bạn của cô dâu là Kim Trinh cộng anh Tuyến ạ. Xin mời ạ. Xin yêu anh thiết tha như nhau.
Kính thưa quan viên hay họ, quý vị quan khách hội hôn thân mến, và cuộc vui của chú rể Việt Anh sánh duyên với cô dâu Ngọc Diễm vẫn đang còn và đang diễn ra với bầu không khí được sự hưởng ứng rất nhiều đến từ phía toàn thể mọi người. Và MC Thành Luân không để quý vị phải đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây thì tiết mục văn nghệ đến từ hàng xóm của chú rể Việt Anh, đó là ca sĩ nhí Trương Khải Phong trở về với ca khúc là Bật Tình Yêu Em. Vâng, Bật Tình Yêu Em và... Kính thưa quý vị, ngay sau đây thì những người bạn của cô dâu đó, các bạn sẽ có tiết mục văn nghệ để cùng trở về sân khấu. Theo phần đăng ký của cô dâu, MC Thành Luân xin được kết nối các bạn của cô dâu trở về sân khấu. Mùa xuân yêu thương dịu êm, cùng điệu nhạc chất ngã, hòa theo tiếng trái tim em rộn lên. Cầm bàn tay em nói những lời ân ái. Thời gian ngưng mãi cho hoa lá khoe màu, khi ban mai đánh thức giấc mơ hồng. Đêm qua em đã mơ người giờ này đã đến một nơi rất xa xăm. Em còn đây bờ mi em hoen nước mắt vì tình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và phần trình diễn những tiết mục văn nghệ của những người bạn của cô dâu, những người bạn của chú rể cũng là lúc khép lại chương trình lễ thành hôn của chú rể Việt Anh Sánh Duyên với cô dâu Ngọc Diễm tại đây. Một lần nữa xin được chúc chú rể cô dâu hạnh phúc trọn đời bên nhau, chúc nhà trai nhà gái có tình thông gia được bền chặt, và không quên kính chúc cho quý vị ra về niềm vui, sức khỏe, chuẩn bị chào đón mùa xuân mới an khang thịnh vượng và nhiều thành công. Xin trân trọng cảm ơn. It's a beautiful